Ok, mời lên em. Chúng ta lại tiếp tục với con game God of War phần thôi. Thì dạo này buổi tối bắt đầu có thời gian rảnh rỗi đường tí đó. Cũng chờ đến ngày 17, 18 để review con mà demo con Logic XCAP. Thì tới đó là cũng chỉ chờ thôi, cũng chưa làm gì thêm. Bản demo chạy ổn rồi mới bùi tiếp game chính. Thì hồi chiều tôi đã chơi xong mà cái nhân vật Trương Thủ rồi, quá là bá đạo luôn. Sức mạnh vượt trội, Leo boss trong vòng có là hai mười mấy giây thôi, hình như là 17 giây hay gì đó. Boss không kịp thấy mặt trời. Thì tối nay sẽ chuyển qua lát mới. Chúng ta lại tiếp tục cái hành trình chinh phục game đây mang gỡ đi. Bữa sau nó có ba lát sẵn luôn nè. Không thể trang bị vũ khí gầm xa, không thể né tránh luôn. Máu càng ít thì sát thương càng cao. Đánh càng nhanh. Chơi thử cái đầu tiên thôi. Em này lần trước là tôi tính chơi giúp, chơi móng vuốt này hay gì đó. Bây giờ tiếp tục móng vuốt thôi. Trang bị khởi đầu chỉ có một. À, tốc độ tấn công càng nhanh thì hút máu càng nhiều của cái vũ khí đó. Độ khó thì hồi chiều tôi phá đảo cái ba rồi, bây giờ qua bốn. Cũng có tí điểm rồi đây. Tôi nghĩ chừng tí điểm rồi đây, mình đi ghép vũ khí đó. Ồ, bên đây còn hình chắc, khả năng còn cái tưởng đúng không? Chả hiểu. Nói chung mấy cái thành tựu đó từ từ tính. Này gì? Em này cũng được. Mình có thể bù qua cái hiệu ứng hút máu rồi. Nhưng mà để hồi nó tính 13 điểm à, 13 cục à. Bộ bài cộng 10 may mắn mà nó hơi cùi nha. Nắm đấm này nó bui theo hệ phép, phép rất là nhiều luôn, 80% phép luôn, nên không hợp cho con mình lắm, không thể né tránh nào. Cái này ghẻ nè, ghẻ là nó rất ngon luôn. Cái này mà dịch ra là kiếm ném được. Mười tám phần trăm tốc độ tấn công là không ít đâu nha. Có 6 cái à. Đây đây đây, cái này hợp cho mình nè. Cái này đấm là đẩy lùi quân địch luôn á. Cái này lại là phép thôi, nhưng mà cái này nó chỉ hiện là nắm đấm thôi. Tôi cứ tưởng cái đó hợp cho con này.
là 13 điểm. Thì phát kế thì chắc tôi chơi pháp sư. Cái này cũng được. Coi. Chúng ta sắp hết điểm rồi. Thôi đi thôi. Quái bây giờ đánh đau nha, nó đụng mình một phát mất hết hai máu rồi. Bình thường là đụng mất có một đến từng này rồi. Gì mới vô mà có găng tay có nắm đấm luôn rồi. Cái này lấy sớm thì ngon. Nâng kiểu này hơi bị ngu rồi nha. Ít tiền hơn mà lên cấp nhanh hơn. Kệ lấy sớm cho nó lần cùng tiết. Mình thì có là nắm đấm với linh hoạt đó. Nắm đấm của mình thì khá là ngon. Sẽ ưu tiên cái tốc độ tấn công và nắm đấm. Rồi, ok, đi tiếp. Cảm giác là DPS mình nó vẫn yếu à, đánh vẫn chậm quá à. Đúng là tay ngắn nó khuyết điểm quá đó. Sao thấy hút máu vậy anh trời? Rồi mấy con cóc nó nhảy rồi. Ủa mấy con nhộm nó gì? Chơi thương thủ xong thấy mấy lát này nó yếu yếu làm sao? Không, móng vuốt giờ bỏ đây. Tôi sẽ tập trung vô nắm đấm. Chỉ cần mà giữ một cái vuốt thôi. Tại vì cái trang bị mặc định đầu tiên của mình. Ủa? Cái này 3 ô nữa. 3 ô hơi thiếu thốn đó nha. Ok, đi.
chạy hai cái thùng kế bên luôn. Đạn nó đuổi kìa. Mới có tầng 4 mà tôi thấy wifi đó. Lên được 2 level rồi. Cho mỗi nắm đấm bên cạnh, vậy tí nữa mình sẽ nâng ra ngoài này. Cái vuốt này cũng thuộc cái nắm đấm. Phạm vi của mình nó ngắn quá. Cái tầm tấn công nó quá bé đi. Trời, không đánh được cái thùng nổ nữa. Thùng mỗi tầng cũng được, thay vì mua mấy cái hộp nhỏ nhỏ này. Đáng lẽ mình đấm phải nhanh lắm mà chứ sao nó tù tù vậy đó. Máu quá rồi, không được rồi, sắp con rồi. Con em này của bộ không ngon rồi, tôi chuyển hệ thôi. Mới nào, mới nào, mới nào. Nữ tu không thể hút máu nhưng mà hồi máu liên tục. Trời, nữ tu gì mà bạo lực quá vậy? Thiệt hại dựa trên phục hồi tạo ra sát thương khi mình tấn công, nên chọn cái cây này có, tốc độ tấn công thấp nhất, tức là nó bắn rất là nhanh. Tù này sẽ giống mà Axin quá vậy, tù sát thủ à. Em này là dạng bui tăng thường luôn. Quên á, tôi chưa có tăng điểm nào vô cái bệ phóng á. Này phải lấy vô cái vật phóng. Bắn 11
Giờ bắn được 13. Trời, tầng 1 mà lên được gần 4 cấp luôn nè. Bình thường tầng 1 mình chỉ lên được 3 cấp hoặc là 2 thôi. Giờ lên được 4 cấp rưỡi luôn. Đương nhiên là nó rồi. Mình lỡ bui tay dài rồi nên mình sẽ theo tay dài luôn. Ngõ này bao ô quá. Bắn gần hơn nhưng mà đam nó cao hơn, mình rất là cần sát thương nha. Lấy luôn ta, lấy đi. Đi, còn có 9 tiền à. Mới vừa có cú ghiếp 96 đam rồi. Hao, hao được 96 đam. Em này thì mình sẽ ưu tiên tất cả các chỉ số phục hồi luôn. Đây, phục hồi đây. Phục hồi đây. Nữ tu này thì không có hút máu. Tu này tu tiên rồi. Hấp huyết. Cái nỏ này cũng ngon lắm nè, chứ đi dòng đam nhưng mà nỏ như này vẫn ngon hơn. Đây không thấy cái hòm nữa trên ta, kìa có hòm thật rồi. Tu này ăn chay hay ăn mặn đây mà toàn thật không vậy. Thêm thùng mỗi tuần cũng được.
phục hồi 21 rồi. Tí nữa sẽ khéo khéo cái này để do là nó hai ô thì có thể tắt được tới 6 món rồi. Cái hồi mày báo không tới hả? Vô đây với sơ sơ chấp tắt bình luôn. Tốc độ di chuyển giờ thì chắc chưa cần. Đi tiếp thôi. Cái này 6 ô mình lên 2 cấp nữa thì xếp khéo khéo là được. Nếu chỉ số phục hồi mình cao thì sẽ phải ưu tiên vào cái điểm mà tốc độ di chuyển. Chạy cho nó nhanh. Ấy. Ồ, không cần. Thể lực với giáp. Tốc độ di chuyển mình nó đang thọt dần rồi đó. Quá giờ bị muối. Rất là cần cái điểm xuyên thấu này nha. Đi lên đây vào nè.
Trên này 6 ô hả? Phải không phải? Ba dược phóng thì bỏ ra mình thuộc đam lắm, phục hồi có thể sau này thay được. Ngàn tiền rồi đó. Nếu 4 thì thằng này xây ngang rồi. Thằng này xây chữ T như thế này. Ok, tí nữa xếp lại. Thực ra cái tầm xa lúc này nó chưa có cần thiết lắm. Tại vì về sau quái nó rất là đông nên tầm xa tầm gần gì nó cũng gần như nhau hết, không có chênh lệch nhiều. Bây giờ anh đã đánh phát 17 đâu đau nha, rồi nó gõ chết luôn. Cho mình thọt đam với ta. Cộng một hồi sinh mình vừa xài hết rồi. Đây nè. Hai ba bốn năm rồi đủ sáu. Rồi nó ra một đống đồ xanh mà không có sao nào xài được hết. Thà giữ cái này đi chậm hơn có nghĩa nữa. Có 2 máu mỗi giây thôi, nó quá là cùi luôn.
Chắc lấy thêm cái này bù thêm tí đam hay là cái này đó. Mấy cái đạn đuổi nó khó chịu chứ thiệt á. Phục hồi phải bôi thêm giáp. Trời chết. Nó không qua đây là không vậy? Cái này cũng được nữa nào. Thì xin cái đi. Cảm thấy sẽ thường nó hơi thọt một chút rồi. Chì lửa giáp cũng được, thể lực với giáp cũng được. Mà thôi
Mình đi chậm quá. Quá trời giảm tốc độ di chuyển rồi. Mới đây 13 tầng rồi đó ta. Mà cảm giác mình yếu quá vậy. Trời, lên được con cấp 1. Chơi liều luôn. Vãi đái. Lỡ rồi. Liều thử tí thôi. Thời chiêu 17 giây là kích hoạt cao lắm, khoảng 2 lần thôi. Tiền mình còn nhiều quá, chả làm gì được. Sau tầng 15 có tí may mắn thì tôi sẽ bắt đầu gọi. Đường cấp rồi rồi. Có 3.000 vàng chưa tiêu. Đúng là tiết kiệm luôn. Có khúc máu méo đầu. Cái này sao ta? Rồi, không ngon.
có vẻ ổn. Con này bui kiểu đó cũng được, máu thì ít nhưng mà tôi muốn tăng máu lên. Nếu như cái đồ này co của con này thì đợt game tiếp theo nếu như thua á, tôi sẽ bui cái đường phép cho nó. Bui phép có vẻ ổn hơn á, tại vì nó cộng ma lực rất là nhiều nè. Kiếm vàng. Nhận sát thương 5 lần, thanh kiếm sẽ thiêu đốt kẻ địch. Sát thương dựa trên khả năng phục hồi. 6 ô. All in luôn. Cái này cũng ngon nữa. Rồi ok. Kiếm 6 ô. Tôi sẽ đục cái đường này. Ít nhất khoảng 2 level nữa. Cấp độ mình đang coi là cấp độ đâu ta? May mắn dự 4. Mà mình không có đam cận chiến. Nhớ chiều tuần này đánh cả ngàn đam rồi. Đi như con rùa bò quá. Slow motion thiệt. Ồ, vẫn thiếu luôn ta. Giờ kinh nghiệm. Tí nữa đục hai ô này giờ cái kiếm lên. Rồi ok. Vũ khí mình còn rất là nhiều cái màu xanh nha. Thậm chí chưa có nào lên màu đỏ luôn. Rồi boss nữa nè. Nhìn cái tên là biết boss rồi. Ủa kiếm chém xa vậy đó hả?
mấy con đau mắt đỏ đó, nó chọt cho mình. Đi chậm kiểu này thôi, boss nó lùa không biết sao mà chạy. Ngâm giáp cũng được. Sẽ từ giờ không bỏ được nghe. Cái này bán bao nhiêu rồi? Giờ còn 3.000 tiền kiếm vũ khí mới. Sát thương rất là quan trọng. Này đút vô là móc mồm luôn á, để tôi mua thử. Xét thương 52, đút vô anh chơi 45. Đúng cái ai tầm nhà giàu thiệt. Không có cái nổi tím đâu xịn xò à, cái gì đây? Ủa mua ở đâu rồi? À đây. Hồi 6 máu mỗi giây. Vậy mình ăn cái bất tử vô rồi à, coi như hồi được 30 máu. Vũ khí phụ thuộc cảnh là sao? Ấy, cái nỏ màu đỏ. Ê, cái nỏ đỏ nữa. May mắn lên một mà nó ra nhân phẩm ngon vãi. Giờ thì quá trễ rồi. Cái này lấy từ sớm thì ngon. Tại vì bây giờ mình còn có 3 thừng nữa. Tối đa mình giết được có 3 con nữa. 15% sát thương với 6 giáp. 17, 18, 19 tới giao 20 là coi như em. Tôi sẽ gọi phát nữa coi tỷ lệ.
trừ 1% sát thương cho mỗi 1% tốc độ khi di chuyển. Nhưng mà xét tốc độ di chuyển mình 5 thì hai số âm nó nhân nhau nó ra số dương không? Tốc độ di chuyển người đang là trừ 10 nha. Nút vô ra trừ 9. Phải chết cũ rồi, không phá mà đi mua rồi. Cài cũ. Tự nhiên mua nó luôn trời. Mất 10 phục hồi. Cái này 8 giáp lận bỏ cũng uổng. Cái này tăng tối đa được có 6 giáp à. Lấy từ đầu luôn thì được hai mấy giáp. Thôi đi đi. Không xài đâu. Bắn cũng ổn ổn. Đi, quái ưu tú rồi. Rồi nãy biết gì mua đó rồi. Quên, tôi uống mấy cái bình thuốc kia nó ra đóng quái ưu tú luôn. Đúng là chỉ biết nhìn cái lợi trước mắt. Tốc độ di chuyển chậm quá thì cũng hên xui lắm nha. Trừ tốc độ di chuyển này nữa thì tôi bay màu luôn á. Thôi không ổn, cái nào bui đường né tránh ngon nó mới dám cầm cái đó thôi. Không có xài hút máu, không cần cục đó. Nỏ thương thì nó không ngon bằng cái nỏ này. Nhưng mà đánh boss là đánh boss. Lấy cái này đánh boss được không? Sát thức bạo kích 20. Này 9 sát thương, 9% sát thương. Rồi, lấy cái nhân tài đi. Hồi nó nè. Né tránh với bạo kích. Né tránh tối đa là 85%. Rồi, tốc độ di chuyển thấp quá nó nguy hiểm lắm. Tôi bán bớt mấy cái bình nước. Hết tiền rồi.
cái kiếm khí nó bay chậm 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 nhưng mà rất là khó chịu nha. Chạy 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 chạy. Kiếm khí 26 đâm. Mất 30 máu, thêm được một lần hồi sinh thì coi như 100 máu đi. Tạm thời suy nghĩ. Ê, 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 ê. Cái coi item của mình rồi. Coi item đó. Bán một món nữa là đủ. Bỏ hai giáp, bỏ hai giáp. Có cái này là quá khủng rồi. Giật phóng 78 nè, bỏ cái này ra. Còn 14 à. Cái này là gần như cái core item của mình luôn á, là bui được cái kiểu semi luôn nè. Trời ơi, tới quay 18 nó mới ra cái để gánh tem này. Đã bắn gần 200 rồi. Hồi nãy bắn có bốn mấy à. Cả thôi. Rồi đi lượm tiền đúng không anh?
nó không ra cái nỏ này đâu. Đây mua cái long huyết, hình như giảm tỷ lệ sức chịu tốc độ tấn công cũng được. Độ tấn công luôn. Rồi dục phóng mình cao đi thôi. Gòn phải cuối đi. Ơi vãi. Tiền mấy màu nữa. Ôi, lũ đạn nó ra cái rau cuối nó mới ra cái chạy cái ai đây mà hai con của mình nè, mỗi 6 một hồi là cộng như 24 sát thương luôn á. Đây nè là cộng 24 sát thương, ôi vãi thiệt. Cuối game là nó mới ra, tiền thì tiêu sạch hết trơn này. Ra đâu vậy? Đợi boss lại, đợi boss lại cắn. Pháp sư cầm cung, lưỡi thắng mặt. Boss nữ tu với 36 giây. Em này thì bui rồi phải có cái này, không có cái này là toan liền. Với mà cái gậy nãy á, mình tôi chỉ có một trong hai món thôi, cũng may mắn qua được level 4. 9 giờ á, 9 giờ cũng hơi sớm. Tiếp phát nữa. Mạng tối nay nó load chậm quá ta. Pháp sư hình như tôi chơi rồi phải không? Ô. Cái này cộng một sát thương nhưng mà về cuối thì sát thương nó không có con cho lắm. Thử lát này. Có điểm rồi anh em ơi. Lát này chỉ có cận chiến thôi. Hiện tại thì tôi chỉ tăng khoảng 3 cái chỉ số này chính. Cái tăng bật, diện tích túi đồ và cái cận một trong ba cái đam này. Mấy cái còn lại thì chỉ có cái vàng là tương đối ổn. Năm mươi vàng ban đầu rất là lợi thế nha, anh em có thể mua được một hai cái vũ khí luôn á. Trời ơi cái này nãy cho mình là đúng bá đạo luôn, mình là coi như tăng gấp đôi đam luôn á, gần gấp đôi. Tại vì có một số vũ khí vật phóng, vũ khí tầm xa nó có mặc định một cái xuyên thấu.
Mấy cái này vẫn còn bí ẩn quá. Cái này chắc bui hút máu được. Cái này cũng ngon mà nó tốn hơi nhiều lót quá. Cộng 15 thế lực là chỉ có 15 máu thôi. Cái này xe mi. Tiết kiệm tiền đó, mình nghèo lắm. Cái này cũng dạng xe mi luôn. Sắc bén với ném mà. Tí nữa tôi chơi thử người ta dài tôi sẽ nâng cái điểm này. Giờ học đây. Không, học sớm nó phản tác dụng lắm. Bán máu lấy kinh nghiệm. Cố gắng lên được 4 level rồi. Rồi ok. Một hai ba tối đa 6 lót cho cái này. Nhanh nhẹn, ném, sắc bén. Nhanh nhẹn thì nó ổn hơn. Nhanh nhẹn với sắc bén nó đều ổn. Bùi hút máu, con này phải tập trung bùi hút máu. Này lấy một cái thôi, không nên lấy nhiều. Tức là những cái nào sắc bén rồi thì không cần chạm vô đây.
Như cái này là nó không cần dính dáng gì hết đâu. Cái này cũng sắp bán sẵn luôn. Cái này chỉ nên lấy một cái thôi. Cái này cũng sắp bán luôn rồi. Đó. Toàn bộ là sắc bén ở trên này, cái này có thể dụng quái đâu. Không không, để vô nó mới hiện ra cái sắc bén. Cái ghiều này cũng ngon, cái dao cũng ngon nữa. Cái này là cơ hội chí mạng, mà bên đây lại dùng từ sát sức bảo kích, bên này cũng sát sức bảo kích luôn. Bảo kích với chí mạng là gần như là một rồi, hiểu đơn giản vậy đi. Tạm thời phá. Nó chưa có cái chỉ số mà sắc bén nên tí nữa tôi đục cái lỗ đây vô, lắp nó vô luôn. Lên được có hai cấp rồi trời. Đấy. Không giảm tầm xa mà nguy hiểm lắm. Cái tay mình nó quá ngắn rồi. Để bày thì không ổn cho lắm. Bỏ tài rồi. Quay cái đầu này xuống. Đó, đút cái này lên. Cái này vô. Ok. Những cái cần sắc bén rồi đó. Thank you.
Trời, không lên được level 4 nữa đâu. Vũ đảng đó. Cái này đặt gần dao găm. Cái này mà cũng dạng dao găm đó hả? Cái liềm kép nè, khi ghê vô cái này là thấy nó sáng được hai cái này nè, méo ngờ được. Cái này mà là dao găm. Này chỉ nên lấy một hai cái thôi, lấy nhiều không tác dụng. Tiếp theo sẽ phải dời cái này xuống để cho cái dao găm này nó gần vô cái này. Ba cái đồ ném thì mình nên đứng ở góc, tại vì cái phạm vi ném nó bay ra theo cái đường thẳng. Đau dữ vậy ta? Cái này giờ lên dễ quá. Đục hai ô xuống. Một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám ô xung quanh đó. À còn cái ghiều nữa chứ. Cái ném này cũng ngon nè, cái ném này cũng ngon á, hy sinh một cái thùng đi. Tấn công ổn.
Đây 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 đây. Đây luôn. Mình chuyển qua cái đường bụi nám. Ê ê ê. Lũ đen. Quên đi con boss nó lủi hai cái à. Thôi, nghỉ hôm nay nghỉ đây đây thôi. Mai rảnh rảnh đi chơi lúc nữa. Ok bye bye anh em. Hôm nay lên được level 5 coi như thành công rồi.